Cả cuộc đời ta đều bao phủ trong ánh hào quang của bậc mẫu nghi thiên hạ, từ đầu đến cuối vẫn chưa thoát ra được những bất hạnh mà sự vinh hiển đó đã đưa tới cho ta. Từ hoàng hậu tới hoàng thái hậu, ta đồng hành với vương triều Tây Hán từ lúc thịnh vượng cho đến lúc suy tàn. Về câu chuyện của ta thì phải nói từ mẫu thân của ta từ 80 năm trước. Tất cả mọi người đều tới đủ rồi chứ? Chỉ có Lý Mỹ Nhân của Sùng Phương Các là chưa chẳng tới. Chẳng qua chỉ là một mỹ nhân nhỏ nhoi mà lại không hiểu quy tắc tới như vậy. Muội ấy đang mang thai, nô tỳ đã sai người đi hối thúc rồi. Cho dù là bị bệnh cũng không nên quên bổn phận và địa vị của mình trong hậu cung. Hoàng hậu khởi gia. Rót đi. Rót đi, rót đi. Rót thêm vô. Đây, bắt đầu đi. Ta đổ trước à. Bắt đầu nha. Thêm một ngụm nữa. Hế, tốt. Nào. Ồ, ta biết ngay mà phu nhân tới nàng rồi. Nè, nhìn này, nhìn nè. Tốt quá, tốt quá. Rót vào. Ta đổ lại nha. Dòng này người được đổ nhỏ nhất là uống đó nha. Nào, nào, nhanh lên uống đi, uống đi. Ê, thua thì phải uống chứ, uống đi ha. Ê, rót thêm. Ê, tiếp tục nha. Tiếp tục nha. Quá tốt. Uống đi chứ, thua thì phải uống chứ. Nè, uống đi. Uống đi, uống đi. Thua phải uống.
Ồ, rồi rồi, đổ lại, đổ lại, đổ lại. Đổ lại nha. Uống đi, uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Uống đi. Chơi là uống tiếp đi. Uống đi. Hay, hay lắm. Thua rồi, thua. Thua thì phải uống. Thua thì phải uống. Tửu lệnh của nàng không tốt, không sao, không sao. Cứ theo tửu lệnh. Uống đi. Uống đi. Thiếp thần tửu lượng không tốt, không thể uống được nữa. Ê, tửu lượng thấp cũng phải uống. Thua là phải uống, cứ theo tửu lệnh mà làm ha. Nàng phải bò như con chó. Bò đi, bò đi. Bò như chó. Bò đi. Nào nào, bò đi. Bò đi. Bò đi chứ. Bò đi. 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 Phải uống thôi. Nào uống. Uống đi. Uống đi. Uống. Không uống được cũng phải uống. Tốt, tốt lắm. Sao vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Cứ rót tiếp cho nàng ấy uống. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ. Chính quân. Mẹ, mẹ chính không quân. Được ngủ. Ngủ rồi sẽ không dậy được nữa đâu. Mẹ. Chính quân. Chính quân. Mẹ, mẹ không được ngủ. Ngủ rồi sẽ không dậy được nữa đâu. Chính quân, mẹ nghe lời con. Chính quân giỏi thật đó. Cho đến hôm nay, ta vẫn còn nhớ mãi cảm giác khi ánh mắt yêu thương và u uất của mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve ta, ấm áp và bình yên như tia nắng đầu xuân, nhưng cũng chứa đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo. Năm ta lên 5 tuổi, ta vẫn chưa hiểu được hàm ý của bất hạnh. Rất nhiều năm sau, ta mới lãnh ngộ được nỗi thương đau tận xương cốt trong ánh mắt của mẫu thân. Tại sao cô ấy vô đây vậy? Tiện nhân, tiện nhân này, ta đã chết người. Tiện nhân này, đem về có nhiêu đây hả? Tiện nhân, đem về có nhiêu đây thôi sao? Thiếp thần chỉ mới vừa vào cung, biết lấy đâu ra nhiều tiền chứ. Số tiền này cũng là thiếp thần để dành từng chút một. Hơn nữa vào cung cũng cần phải lo lót, chuyện này chàng cũng biết rồi mà. Ta không cần biết. Không có tiền làm sao tặng lễ hả? Không tặng được lễ, làm sao ta thăng quan? Ngươi là ả tiện nhân, ta cho ngươi chết. Bao nhiêu năm nay ta chỉ mới là một hộ đình hộ, lại thấp hèn, ta không cam tâm. Cái chức an trì giám béo bở như vậy đang để trống mà không có tiền để lo lót, ngươi làm tao tức chết mà. Thiếp thần đảm bảo lần sau, lần sau sẽ đem về được nhiều hơn. Vậy có được không? Thiếp thần đảm bảo mà. Đừng nghe đây, cái ả tiện nhân kia, trong hoàng cung có rất nhiều quý phụ nhân, người tùy tiện cấu kết với lại vài ba người thì tướng công của ngươi đã được bay cao rồi. Hả tiện nhân? Thiếp hứa với chàng, thiếp hứa với chàng lần sau sẽ đem về nhiều hơn. Thiếp hứa mà. Mẫu thân đừng khóc. Mẫu thân, chúng ta đi khỏi đây được không? Đến một nơi mà mẫu thân không thể tìm thấy. Dạo Nhi à, mẫu thân không thể đưa con đi được đâu hết.
Bởi vì một mình mẫu thân không thể nuôi nổi con. Mẫu thân có thể khám bệnh cho người ta mà. Giao Nhi à, trừ phi phụ thân con thôi mẫu thân, còn không thì mẫu thân sẽ không rời xa phụ thân đâu. Giao Nhi sẽ mãi mãi bên mẫu thân. Giao Nhi à, con xem đây là cái gì. Cái này là những lúc mẫu thân ở trong cung nhớ Giao Nhi đến không chịu nổi đã theo cho con đó. Nào, mẫu thân đeo cho con nha. Thích không con? Dạ thích. Giao Nhi à, con yên tâm, mẫu thân đảm bảo với con, sau này nhất định mẫu thân không để con phải sống những ngày nơm nớp lo sợ như vậy nữa đâu. Có được không con? Giờ các ngươi đã vào cung thì phải toàn tâm toàn ý mà làm việc, hầu hạ hoàng hậu điện hạ, không được có nửa điều sơ suất. Đã biết chưa? Dạ. Dựa vào biểu hiện của các ngươi sẽ có ban thưởng khác nhau. Người xuất sắc còn có thể được ở lại trong cung để làm nửa quan. Cho nên các ngươi phải siêng năng chăm chỉ về mặt y thuật. Dạ. Hai người các ngươi lần trước đã trả lời được câu hỏi của ta, theo lý phải được ban thưởng. Nói đi, hai người muốn thưởng gì? Tạ đại tướng quân phu nhân yêu quý, thông hiểu y lý là bổn phận của người hành y, nô tỳ không dám mong cầu được ban thưởng gì. Vậy còn ngươi? Nô tỳ to gan, muốn xin một ít tiền. Cho cổ một đồng tiền vàng. Tạ đại tướng quân phu nhân. Tính điều của ta là người càng có lòng can đảm càng được ban thưởng trước. Trước khi vào cung, ta vẫn luôn nghĩ rằng người đã vào cung thì có thể ăn ngon mặc đẹp, nở mày nở mặt. Nhưng sau khi vào rồi thì mới biết hoàn toàn không phải là như vậy. Chúng ta giống như là đang đi trên mũi kim, luôn phải đề phòng. Ví dụ như chuyện cho hoàng hậu uống thuốc cũng đủ cho chúng ta lao lực lo lắng rồi. A Chiếu, cô sao vậy? Không sao hết, ta chỉ là bị hơi nóng phả vào mắt thôi. Có phải nhớ con rồi không? Đã có mấy lần lúc tắm trong cung, ta đã lén trốn về nhà. Nhưng tới trước cửa nhà, ta lại không dám bước vào. Ta sợ vào trong đó, ta sẽ không muốn trở về đây nữa. Hay là như vậy đi, ta có thể đi thăm bọn chúng thay cô, hoặc là mua cho bọn chúng một chút đồ. Ê, cô có thể làm một ít đồ, ta sẽ đưa chúng thay cô, hả? Được, vậy ta sẽ làm một ít bánh khô, cô đem tới cho bọn chúng nha. Được, ta thấy nữ nhân, ngoài lo lắng cho tướng công và con cái, thì còn có thể lo được gì nữa chứ? Vậy cô không cảm thấy có người yêu thương là một chuyện rất hạnh phúc sao? A Diễn, sao lúc tắm mà cô vẫn mặc y phục vậy? Ta quen tắm như vậy rồi. A Diễn, sao lưng cô sao lại có vết thương vậy? Chỉ là bị té mà thôi. Có phải tướng công cô làm không? A Diễn, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Có chuyện gì mà cô không thể nói với ta được chứ? A Chiếu à, ta không thể nói được. Xem theo mạch tượng, bệnh của ta cuối cùng như thế nào? Mạch của phu nhân rõ và gấp, bệnh ở thái dương, triệu chứng liên tục đổ mồ hôi, thường xuyên sốt nóng là do khí huyết không đều gây ra, không đáng ngại. Vậy ta nên điều chỉnh lại thế nào? Nô tỳ đã kê một thang quế cho phu nhân, dùng với chao nóng nằm nghỉ trên giường. Đợi nội nhiệt tản hết, bệnh chứng sẽ tiêu giảm. Nghe công tôn phu nhân khen ngợi hai người các ngươi biểu hiện xuất sắc nhất trong số các nữ y,
quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Lần này cực cho hai ngươi rồi. Lát nữa ta đưa hai ngươi đi tham quan đình viện vừa mới xây cất xong. Tạ phu nhân. Trong phủ tướng quân của bọn ta, đình đài lầu cát, thủy tạ cầu kiều, trong cả thành Trường An này đều thuộc hàng nhất nhì. Mỗi lần đi dạo trong đình viện, cô xem kìa, đều khiến ta đầu óc nhẹ nhàng. Cảnh sắc trong quý phủ tuyệt đẹp, so sánh với hoàng cung cũng không thua kém là mấy, có đúng không ai chứ? Đợi các ngươi đến độ tuổi như ta đây thì sẽ biết hưởng lạc là chuyện cần nắm bắt nhất trong cuộc đời của một nữ nhân. Cả đời này dù chỉ có được một gốc trong hoa viên này, nô tỳ cũng thấy đủ rồi. Còn ngươi thấy sao? Bẩm phu nhân, nô tỳ chỉ biết rằng sự quân kính kỳ sự nhĩ hậu kỳ thực, chuyện hưởng lạc nô tỳ không dám vọng tưởng. Nói cũng đúng. Ê, phu nhân à, mỹ nhân bên đó là ai vậy? À, đó là con gái ta, Thành Quân. Thành phu nhân xin dừng bước, đại tướng quân phu nhân cho mời. Có chuyện gì nữa sao? Nô tỳ không biết. Hay là ta đợi cô ở ngoài cửa? Không cần đâu, cô cứ về trước đi. Ta đoán là cũng không có chuyện gì lớn đâu, cũng chỉ là hỏi chuyện y dược mà thôi. Ừ. Bái kiến phu nhân. Các ngươi lui xuống đi. Nghe nói tình cảm giữa ngươi và tướng công ngươi không được như ý. Bẩm phu nhân, phu thê nô tỳ rất ân ái. Nhưng tin đồn ta nghe được thì ngược lại, Thuần Du Thưởng là kẻ thô lỗ, không những không biết làm sao yêu thương thê thất của mình, ngược lại có nhiều khi còn động tay động chân. Thật ra ta cũng là một nữ nhân, ta biết nam nhân có nhiều khi không biết đạo lý. Họ xem thô bạo là một cách để quên quang sức mạnh của mình. Xin phu nhân tha thứ. Ta không trách ngươi. Có điều là người từng trải, ta muốn cho ngươi một lời nhắc nhở. Xin phu nhân chỉ dạy con đường đúng. Ngươi cần phải để tướng công ngươi thỏa nguyện, khát vọng lớn nhất của hắn, như vậy ngươi mới sống tốt được. Phu nhân, nô tỳ có một chuyện cầu xin, xin phu nhân thành toàn. Có chuyện gì? Tướng công của nô tỳ luôn muốn có được chức an trì giám, cho nên... An trì giám? Đúng là chức béo bở. Mấy hôm trước biểu thân bên nhà mẹ ta còn đến tận nhà để xin chức vụ này. Ngươi nghĩ ta nên nghĩ đến ai trước? Phu nhân, nô tỳ cầu xin phu nhân, nô tỳ thật sự không có chỗ dựa nào, mới to gan nói với phu nhân thôi. Ta hiểu hoàn cảnh của ngươi khiến người ta thương xót, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng mà ta cũng đang có chuyện phiền não. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta giải ưu phiền thì chuyện này cũng sẽ khác đi. Nô tỳ có thể giúp được gì cho phu nhân? Phu nhân cứ nói ra đi. Chỉ cần nô tỳ làm được, dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Vậy được. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Đợi sau khi xong việc,
cả nhà các ngươi sẽ được hưởng mọi vinh hoa phú quý. Mời phu nhân nói. Ta muốn ngươi giúp ta giết hoàng hậu. Phu nhân, phu nhân nói gì vậy? Giết chết hoàng hậu. Nô tỳ không hiểu. Xin phu nhân nói rõ. Ngươi cũng thấy đó, ta có một đứa con gái xinh đẹp là mẫu thân. Ta hy vọng hơn ai hết nó có được nơi nương tựa tốt nhất. Đáng tiếc ả tiện nhân Hứa Bình Quân đó nhanh chân chiếm trước, ngồi lên ngôi báu hoàng hậu. Ả chỉ là con gái của một kẻ làm ruộng, sao xứng làm hoàng hậu? Chỉ có đẩy ả ta xuống mới có thể giúp con gái ta ngồi lên được ngôi báu. Phu nhân, phu nhân, nô tỳ nguyện làm mọi chuyện vì phu nhân, nhưng nô tỳ không dám giết người, càng không dám giết hoàng hậu. Đó là tội chết đó phu nhân. Xin phu nhân tha cho nô tỳ, tha cho nô tỳ, cầu xin phu nhân. Kể từ khi ngươi nghe được chuyện này thì ngươi đã mang tội chết rồi. Ngươi tưởng rằng không đáp ứng mệnh lệnh của ta thì có thể sống bước ra được sao? Phu nhân muốn giết chết nô tỳ, nô tỳ đành phải chấp nhận. Nhưng mà nô tỳ nhất định không lạm sát người vô tội. Lúc nãy ta chỉ mới nói có một nửa. Ta nghe nói ngươi có hai tiểu nữ rất dễ thương. Hay là hôm nào đưa chúng tới đây chơi đi. Tốt lắm. Chúng ta đều là mẫu thân, tình thương với con cái đều như nhau. Nhưng mà hoàng hậu uống thuốc, canh phòng nghiêm ngặt, nô tỳ làm sao có cơ hội xuống tay chứ? Nữ nhân sinh sản, cách cái chết chỉ trong một bước mà thôi. Bây giờ hoàng hậu đang có thai lại mang bệnh, chính là cơ hội tốt để ra tay. Chỉ cần ngươi nghĩ ra cách để ả ta chết tự nhiên thì sẽ không có kẻ hở. Chuyện này chỉ được thành công, không được thất bại. Đừng khóc nữa. Bây giờ ngươi có thể cáo lui rồi. Sau này ngươi sẽ là an trì giám phu nhân. Nàng nói cái gì hả? Nàng nói lại lần nữa đi. Đã lo được cho chàng hả? Chức an trì giám rồi. Nàng đánh ta đi, đánh ta đi, đánh ta đi, mau đánh ta đi hả? Mẹ ơi, sao mẹ không ngủ? Nào, mẹ đang suy nghĩ một chuyện thôi. Có chuyện gì? Giao Nhi à, có nhiều khi con người để có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất của mình có thể phải làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng nếu con đã làm như vậy, con sẽ trở thành một con rối. Con có biết không? Đó là chuyện tốt sao? Không có phân định tốt xấu. Nhưng mà có nhiều khi, nếu như con không làm như vậy, thì tới cơ hội sinh tồn con cũng không có. Vì Giao Nhi, mẹ trở thành một con rối thì cũng không sao hết.
Mời người mau qua đó một lát. À được. Mời người dùng thuốc. Thuốc này có thể giúp người thuận lợi sinh ra long thai. Đau. Đau quá. Hoàng hậu điện hạ. Không hay rồi. Xuất huyết không cầm được. Xuất huyết không cầm được. Mau truyền thái y. Điện hạ. Điện hạ, người phải cố gắng. Điện hạ, cô người phải cố gắng. Thái y sẽ tới ngay thôi. Đau quá. Nước. Nước. Đem nước tới đây. Đem nước. Đem nước tới đây. Nước. Tôi bị làm sao vậy? Hoàng hậu điện hạ, hiện tại ngũ tạng khô kiệt, mạch máu giãn nở, e là sẽ... Người cứ nói thẳng ra. E là điện hạ và long thai chỉ có thể giữ một. Nếu là con trai, nó sẽ trở thành thái tử của đại hán. Nếu so sánh mạng sống của thái tử thì ta đây nhỏ nhỏ như đợm đớm. Bất kể thế nào, giúp ta giữ được long thai. Hoàng hậu điện hạ, ý ta đã quyết. Hoàng hậu điện hạ, Hoàng hậu điện hạ, giúp ta cứu con ta. Giúp ta cứu con ta. Phải giữ thái tử. Hoàng hậu điện hạ. Cố gắng giữ bằng được thái tử. Hoàng hậu điện hạ. 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 A Di. Hoàng hậu điện hạ. Hoàng hậu điện hạ. Hoàng hậu điện hạ. Bệ hạ, hoàng hậu băng hà, khắp cả thiên hạ ai cũng đau thương. Lúc nãy thái y đã bẩm báo hoàng hậu băng hà do băng huyết sản hậu. Nếu bọn họ vì vậy mà bị tội thì sẽ trái với danh tiếng nhân đức của bệ hạ. Thần Quắc Quang khẩn xin bệ hạ tha tội cho bọn họ. Đây là gấm bồ đào quý giá và dạy lĩnh tản qua sao? Một cây có giá vạn tiền. Đây là tẩu vô có đúng không? Đây là báo vật vô giá từ Tây Tạng cho nô tỳ hết sao? Ngươi cũng biết nhiều thật đó. Những thứ này đủ cho cả nhà các ngươi nửa đời sau không cần lo cơm áo. Tạ phu nhân, người đúng là đại ân nhân của nô tỳ. Phu nhân, nô tỳ có một chuyện thỉnh cầu. Ngươi còn muốn gì nữa? Nô tỳ muốn mượn kiệu của phu nhân để dùng. Đưa nô tỳ nở mày nở mặt trở về nhà. Chuẩn. Tạ phu nhân.
Tránh ra, tránh ra. Nào, nào, nào. Bên này, bên này, bên trời, này. Trời, để bên này. Nhẹ tay thôi nha. Khiêm bên này, vào bên đây. Nè, bao lên, bao lên. Nhanh lên, nhanh lên. Khiêm vào. Nhanh lên. Ôi trời. Tướng công. Phu nhân ơi, trời ơi. Trời ơi, nỗi nhờ vào nàng hết. Cho ta hỏi thăm tới An Trì Giám đi đường nào? Ở bên kia kìa. Đa tạ. Nào, ngoan, qua bên kia chơi đi con. Dạ. À chứ. Lúc nãy là hai con gái của cô hả? A Diễn, ta nhớ cô đã từng nói với ta, cô sống trong một con hẻm ở chợ Đông An, sao đột nhiên lại dọn đến nơi sang trọng dành cho cao quan quý nhân ở như vậy? A Diễn, xem ra cuộc sống của cô rất thoải mái. Ta chẳng qua chỉ là an nhàn vẻ bề ngoài mà thôi. Tướng công của cô đã được thăng chức ở An Trì Giám phải không? Đàn ông sau khi được thăng quan, trái tim lại càng không ở trong nhà. Cũng may, ta cũng chẳng có gì để trông mong ở hắn hết. A Diễn, ta có chuyện muốn nói với cô. Vậy chúng ta vào trong rồi nói nha. Các người mau lui xuống đi. A Diễn, hoàng hậu là bị cô hạ độc giết chết phải không? A Chiếu à, sao cô lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Cô đang nói đùa với ta có đúng không? Nếu như không phải, tại sao cô không dám nhìn thẳng vào ta? A Chiếu, không lẽ ngay cả ta mà cô cũng không hiểu hay sao? Từ nhỏ, ngay cả một con kiến bé nhỏ ta cũng không dám dẫm đạp. Sao ta có thể giết người được chứ? Ta cũng không thể tin một A Diễn hiền lành của ngày xưa lại trở thành như vậy. Cho đến khi ta nhặt được cái này. Trong này có một mảnh lạp hoàng bị vỡ, bên trong còn dính bột phụ tử. Chúng ta đều biết rõ bột phụ tử có thể khiến sản phụ tử vong. Vậy tại sao cô lại không đi thượng báo? Nếu như cô đã biết tất cả thì ta cũng không cần phải biện bạch gì với cô nữa. Những thứ trên đình đường cô có thể lấy đi một nửa. Ta sẽ không đồng lõa với cô đâu. Nhưng nếu cô chấp mê bất ngộ thì ta sẽ thượng báo. Cô tưởng rằng cô không phải là kẻ đồng lõa sao? Cô đừng quên, hôm đó chính cô là người đút thuốc cho hoàng hậu. Cô... Được, cho dù là ta là đồng lõa cũng được. Ta cũng sẽ nói ra hết mọi chuyện. Ta không thể làm trái lương tâm giống như cô. Cô đừng ép ta. Đừng ép ta. A Diễn, là Quách phu nhân đã ép ta phải hại hoàng hậu. Bà ta nói nếu ta không giúp bà ta, không những tính mạng của chính ta không giữ được, mà cả con gái ta cũng sẽ bị làm hại. Ta không quan tâm tới sống chết của bản thân, nhưng vì con gái của ta, ta chấp nhận làm một con rối. A Chiếu, cô cũng là mẫu thân, chắc là cô có thể hiểu được. Khi con gái của mình gặp nguy hiểm thì mẫu thân nên làm những gì?
Cô trả lời ta đi. Cô hãy trả lời ta đi. Gần đây thần phát hiện hoàng hậu Gia Băng có ẩn tình khác. Tổng quản Tiêu Phòng Điện, công tôn phu nhân dâng lên một phần cặn thuốc mà hôm đó hoàng hậu đã uống. Thần đã kiểm tra kỹ càng, trong thuốc có trộm phụ tử. Không biết là xảy ra chuyện gì, sao lại bị bắt vậy ta? Thì đó không biết có chuyện gì nữa. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Ta biết là ngươi bị oan. Mấy hôm nay khổ cho ngươi rồi. Ta đã ra mặt làm chứng với Đình Quý. Ngày mai là có thể thả ngươi ra rồi. Đa tạ phu nhân cứu giúp. Không cần phải hành lễ khách sáo như vậy đâu. Đứng dậy đi. Trước giờ ta biết nhân phẩm của ngươi, tuyệt đối không lén lút bỏ độc ám hại hoàng hậu. Ta còn nghe được một tin tức. Thánh thượng nhận định trong chuyện này có một âm mưu cực lớn. Kẻ hạ độc chỉ là quân cờ. Kẻ đứng đằng sau kiểm soát mới là hung thủ thật sự. Một khi tìm được hung thủ, những người khác còn có thể có cơ hội sống sót. Chính quốc. Mẫu thân. Chính quốc. Chính quốc, sao con lại tới đây vậy? Hả? Con muốn gặp mẫu thân, cho nên bám theo mama đưa con tới đây. Chính quốc, những ngày mẫu thân không có ở nhà, các con sống có tốt không? Phụ thân nói mẫu thân đã vào cung nên tốt với tụi con hơn trước. Nhưng mà con không có mẫu thân bên cạnh, con không thấy vui chút nào. Mẫu thân, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không? Chính quân, mẫu thân còn một chuyện quan trọng nữa, phải đi tìm một người bằng hữu. Chính quân theo mama về nhà trước, được không? Không, con muốn ở bên cạnh mẫu thân. Thời khắc đó, dáng vẻ mỉm cười của mẫu thân mãi mãi in đậm trong lòng ta. Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại vẫn làm xúc động lòng người, bởi vì đó là nụ cười cuối cùng của mẫu thân. Mẫu thân hiền lương, không có một chút cảnh giác rằng bản thân đã rơi vào cạm bẫy nguy hiểm. Còn ta lúc đó còn nhỏ dại, chỉ biết để mặc cho nỗi lo âu và khiếp sợ tràn vào trong lòng mà không một chút sức lực để kháng cự. Ai vậy? A Dĩ. A Chiếu. Bắt lại chúng ta. Đi đi. Bỏ lên, đi, 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 bỏ lên, đi, không phải ta, bỏ lên, mẹ, con ơi, mẹ, con ơi, mẹ, 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 nè, mau đứng dậy đi, cha cha đi, cha cha, chết quân, tiểu nữ tử chưa từng gặp mặt đó, khiến ta lần đầu tiên trong cuộc đời
trải nghiệm được nỗi sợ hãi lạnh lẽo, ánh mắt căm hận đó. Về sau, trong 60 năm hưởng quốc của ta đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng không thể xóa được. Vẫn không chịu khai ra hả? Tôi không có gì để khai hết. Dù ngươi có cứng miệng đến đâu cũng vô ích thôi. Bằng hữu thân thiết của ngươi đã nói ra hết rồi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng khai. Nhưng mà Các người Đều bị cô ta gạt rồi. Bởi vì cô ta là đồng mưu. Công tôn phu nhân. Mẫu thân. Không ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Ta biết rõ ngươi phải chịu nỗi oan không trong sạch, nhưng mà ta thấp cổ bé họng không thể làm được gì. Chỉ có thể đưa các con tới gặp ngươi lần cuối cùng. Công tôn phu nhân, ngươi sắp xếp như vậy tôi đã cảm kích lắm rồi. Mẫu thân, khi nào thì người mới trở về? Chính quân, Phụng Nhi sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho muội muội. Trên đời này không có ai thân thiết với con bằng muội muội nữa rồi. Con nhớ kỹ chưa? Dạ, mẫu thân. Nếu không do Quách Hoàng bao che dung túng thì ác thê của hắn sao có thể to gan bằng trời như vậy, tới hoàng hậu cũng dám độc sát. Nếu trẫm không nghiêm trị bọn chúng, làm sao mà ăn nói với hoàng hậu vô tội bị hại? Truyền ý chỉ của trẫm, cả tộc Quách thị, bất kể nam nữ lớn nhỏ, chém đầu cả họ. Nhanh lên, đi. Đi mau, đi. Nhanh lên. Ê, mau lên. Đi mau lên, đi. Quỳ xuống. A Diễn, bất kể cô có tin hay không, ta cũng chưa bao giờ bán đứng cô. A Chiếu à, bỏ đi. Chuyện đã như vậy rồi, nói những lời đó làm gì chứ? Đều là ta hại cô. Mẹ giết đám người tặc đó để tới vong hồn cho hoàng hậu trên trời. Mẫu thân đã tự giẫn trước lúc bị hành hình. Sau này ta mới hiểu đó là hành động của sự tôn nghiêm mẹ. Và phản kháng. Đó là mẹ của ngươi hả? Phải đó. Đó là mẹ của ngươi hả? Cũng với sự qua đời của mẫu thân, tuổi ấu thơ của bọn ta cũng nhanh chóng kết thúc. Ta được thừa kế đôi mắt kiên nghị của mẫu thân, theo ý chỉ của Hiến Tuyên hoàng đế, thành Trường An. Trong một lúc đồ sát hơn 10 vạn người, hầu như trở thành tòa thành trống, thi thể khắp mặt đất. Nói với người đời,
gia tộc Quắc thị, một gia tộc lớn đương quyền 40 năm, quy chấn thiên hạ 20 năm, chỉ trong chốc lát bị hủy diệt hoàn toàn. Tuyên đế trong cuộc chiến bảo vệ hoàng quyền đã giành được một mảnh thắng lợi rách nát, đẫm máu và huy hoàng. Dương triều Tây Hán cũng bước vào thời kỳ thái bình thịnh thế của Hiếu Tuyên Trung Hưng. Còn ta, vận mệnh tuyệt vọng cũng mở ra bức rèm từ đó. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Chúng ta được hầu hạ hoàng thượng rồi. Đúng vậy. Chúng ta cuối cùng có thể gặp được hoàng thượng rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho thật là tốt. Không biết giờ ngày mai hoàng thượng sẽ thích ta, lúc đó ta không cần làm quân nữ nữa. Đúng lúc ta vừa từ Hạng Châu mang đến mấy bộ y phục theo. Đúng. Ta sẽ mặc bộ y phục đẹp nhất mà mẹ ta mang đến cho ta. Các cô nói hoàng thượng sẽ thích những màu nào? Đương nhiên là sẽ thích màu ta mặc rồi. Nói vậy, sẽ thích màu mà ta mặc. Sẽ thích được màu ta mặc của ta rồi. Sẽ thích của ta. Nô tỳ khấu kiến phu nhân. Cung nữ, cô biết chạy búa Dân Đài, búa Đồng Tâm, búa Sông Hoàng và búa Nghinh Xuân không? Quý cô nói nô tỳ đều không biết. Không biết hả? Vậy cô làm sao chải đầu cho phu nhân đây? Vậy thì ngươi biết chải kiểu gì? Vẻ đẹp của tóc do tự nhiên, động tĩnh, cứng mềm, phức đơn, mật độ, phù hợp với khuôn mặt, tư thế, khí chất tạo nên. Cô nói hết nửa ngày trời, cuối cùng là có biết không? Khuôn mặt là do châu báu của nữ tử, mái tóc là tơ lụa. Làm sao để buộc tơ lụa thành châu báu, đó lại là chuyện mỗi người một ý rồi. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, cho cổ bắt đầu đi. Dạ, phu nhân. Đây là gì vậy? Cung nữ to gan, cô có biết tội? Nô tỳ không biết là tội gì. Được rồi, ta hỏi cái này là cái gì? Đây, trả lời đi, hồi nãy còn nhiều lời lắm mà, sao lúc này lại trở nên câm rồi? Bẩm phu nhân, đây là một cọng tóc bạc ạ. Không cần ngươi phải nói. Nhổ nó cho ta. Nếu như ta hét lên một tiếng, dù cho chỉ như tiếng chim hót ríu rít, ngươi là âm mưu giết bổn phu nhân, đồng tội với Khi Quân. Ngươi nhổ nó đàng hoàng cho ta. Bẩm phu nhân, nhổ tóc rất dễ, nhưng mà trị ngoài không trị gốc. Nô tỳ có bí quyết, có thể nói với phu nhân. Là bí quyết gì? Phu nhân gần đây có bị ù tai không? Thỉnh thoảng. Có thấy bị chóng mặt không? Có. Phu nhân, đây là dấu hiệu của thiếu máu, từ đó dẫn đến tóc bạc. Dùng thủ ô trộn với liên kiều quyền sâm, cây tơ hồng sắc uống, dưỡng nhan thận, bổ sung máu, khí huyết mạnh thì tóc sẽ tự nhiên đen đẹp, không cần phải gặp từng sợi, nhổ từng sợi. Ăn nói sằng bậy. Nô tỳ nào dám nói bậy. Cho ngươi cũng không dám. Quỳnh Nhi, chép lại phương thuốc, chuẩn bị đi. Cô không biết rằng phu nhân thích búi tóc cao hay sao? Như vậy mới trông cao nhã thanh thoát. Cô làm dẹp không dẹp, phẳng không phẳng, như vậy có ý gì? Có phải cô đang cố ý xúc phạm phu nhân không? Nô tỳ không dám. Nô tỳ to gan tự mình làm chủ. Phu nhân dáng người mảnh khảnh, hai má tuấn tú, búi tóc cao chỉ có thể khiến cho phu nhân kéo dài thân hình mình ra thôi, sẽ thiếu đi sự tròn trịa. Nếu như búi tóc bằng phẳng thì có vẻ đẹp của cân đối. Phu nhân tóc đen như mây rất là hiếm thấy, là trời sinh có mái tóc đẹp. Nô tỳ ít đọc kinh thi, chân phát như dân, bất tiết mau giả, chính là cách hình dung vẻ đẹp này. Nói bậy, im miệng. Cổ nói cũng không hẳn vô lý. Búi tóc cao quá nhiều rồi cũng nên thay đổi cái gì mới mẻ. Kiểu này thoạt nhìn thì có vẻ hơi lạ, nhưng mà nhìn hồi lâu trông có hơi mê hoặc đó. Đúng 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 phu nhân, nhìn lâu quả nhiên khác biệt, đúng là rất mê hoặc thanh thoát. Phu nhân, lúc nãy có cảm giác bị đau khi nhổ tóc bạc không? Ngươi không nói, ta đã quên mất chuyện sợi tóc bạc rồi. Sợi tóc đó đâu rồi?
sau này phu nhân sẽ không có tóc bạc nữa. Chuyện về con diều hôm nay mượn lời tốt của cô, từ đây trăm độc bất xâm. Đa tạ phu nhân. Nhìn thấy hoàng thượng chưa? Có nhìn thấy hoàng thượng chưa? Hả? Nhìn thấy hoàng thượng. Đừng chưa? Nói chuyện nữa. Hoàng thượng và hoàng hậu còn có tất cả các nương nương hậu cung đều ở bên trong. Hãy bưng tốt y phục trong tay của các cô. Lát nữa sẽ có người đến dâng cho hoàng thượng và các nương nương. Hả? Xin hỏi Quách công công, tại sao lại không cho chúng ta trình đến hoàng thượng? Đúng vậy, đúng vậy. Người hãy giao cho bọn ta làm đi, bọn ta có thể làm tốt mà. Hỗn láo! Cô tưởng rằng hoàng thượng người ai cũng có thể được gặp sao? Cũng không thể nhìn lại thân phận của các cô. Các cô chỉ là cung nữ, có hiểu chưa? Ở trong hoàng cung, chính là cung nữ làm công việc hèn mọn nhất. Thân phận của các cô quá thấp hèn, còn muốn gặp được hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng kìa, nhìn bên đó đi. Nhìn thấy chưa? Hoàng thượng ở đâu vậy? Hoàng thượng. Ê, bên đó. Hoàng thượng. Các cô đang làm gì vậy hả? Hoàng thượng. Các cô đang làm gì vậy? Đi xuống. Đi xuống mau. Không được ồn ào. Đi xuống. Có nhìn thấy không? Đi xuống mau. Mau lên. Hoàng thượng. Tụi nó các cô đó có nghe không vậy? Hả? Đi xuống mau. Đi xuống. Đứng ngay ngắn lại cho ta. Không còn việc gì nữa. Quay về đi. Nhanh lên. Đi nhanh lên đi. Hả? Bọn ta không ổn nữa. Ngươi để bọn ta ở đây một chút đi được không? Không có được. Nếu như hoàng thượng trách tội xuống, xui xẻo không phải chỉ có mấy người các cô đâu. Ngay cả mạng của ta cũng không giữ nổi. Tất cả về hết cho ta. Quay về đi. Mau lên, mau lên. Đi thôi. Đi mau. A Dao. A Duyên. Mọi người đi đâu hết rồi? Duyên Nhi. Nè, nói các cô nghe nha. Ta đã nhìn thấy bóng lưng của hoàng thượng đó. Có thật không? Cô chắc chắn đó là bóng lưng hoàng thượng. Đương nhiên rồi. Không phải bóng lưng người khác cô sao? Cô có ý gì đây? Ta không thể thấy được bóng lưng của hoàng thượng hả? Vậy thì không phải. Ý của ta đó là hoàng thượng có biết bao nhiêu người xung quanh. Cô nhìn thấy bóng lưng hoàng đế không thể tin được. Có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi. Người cô nhìn thấy là bóng lưng của thái giám nào đó. Nè, là Trọng Công Công ta đó. Ta chính là nhìn thấy bóng lưng của hoàng thượng mà. Có tin hay không thì tùy các cô Phùng thôi. Gì? Vậy cô nói cho bọn ta biết bóng lưng của hoàng thượng rốt cuộc trông như thế nào vậy? Bóng lưng của hoàng thượng, ta nói cho các cô nghe. Hoàng thượng, các cô nghe thử xem đây là âm thanh gì vậy? Âm thanh gì vậy? Là tiếng tiêu đó. Đúng, là tiếng tiêu. Các cô nhìn bên kia. Bên kia kìa. Bên kia. Ở bên kia đó. Đi xem thử đi. Mau đi. Thank you.
Hay quá. Cho ta mượn đi. Ta xem. Nè, đi. Đi. A Dao à, nhạc sư lúc nãy rất là thích cô đó. Cô còn nói nữa, ta xé miệng cô ra bây giờ. Phùng Chi, vậy cô nói là bóng lưng của hoàng thượng nhìn đẹp hay là bóng lưng của nhạc sư đó nhìn đẹp vậy? Bóng lưng của hoàng thượng tất nhiên là đẹp rồi, không phải lúc nào cũng được ngắm đâu. Bóng lưng của nhạc sư tuy không đẹp bằng hoàng thượng, nhưng mà nếu ngày nào cũng có thể ngắm thì tốt quá. Cô nói xem có đúng không? A Dao. Qua đây. Hả? Tóc bạc sao? Ai vậy? Đúng đó. Các cô trở về rồi sao? Chiến quân à? Cọng tóc bạc này trên tay của cô là sao vậy hả? Đúng đó. Lúc nãy ta nhặt được ở trong nhà. Ở trong năm người chúng ta đây đã có một người bị mọc tóc bạc rồi. Thật vậy sao? Không phải là của ta đó chứ. Chính quân, chính quân, cô mau giúp ta nhìn xem. Nếu có phải là ta có tóc bạc không? Có hay không? Có hay không? Thật sao? Mau giúp ta nhổ nó đi. Nhanh đi, nhổ đi. Nào, giúp ta nhổ nó đi. Chính quân gạt người. Cô ấy không nói thật. Năm người chúng ta đều có tóc bạc hết. Cọng tóc bạc này có lai lịch. Có ai Dao là lanh lợi nhất? Một cọng tóc bạc làm gì có lai lịch chứ? Nè, sao giữa ban ngày ban mặt cô lại trốn ở đây ngủ chứ? Đúng vậy, không phải cô bị Trương Tiệp Dư bắt đi rồi sao? Trương Tiệp Dư có phạt cô hay không? Ta đi qua đó để chải tóc cho bà ấy. Tóc bà ấy khô hạn, cho nên chải búi đóng còn được, chải búi cao thì phí công mất thôi. Bà ấy có phạt cô không? Không có, nếu không thì sao ta có thể ngồi đây được chứ? Nói vậy thì bà ấy đối với búi tóc mà cô chải rất hài lòng rồi. Bọn ta còn tưởng cô chịu tội rồi chứ, không ngờ rằng gặp quả được phúc. Cô đúng là may mắn đó. Đúng đó, sớm biết vậy ta đã đi nhặt con diều đó rồi. Vậy là tốt, tỷ muội đều lo lắng cho cô lắm đó. Đúng vậy, là bọn ta lo chết đi được. Ê, còn nói ta nữa sao? Mọi người đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về? Nói cho cô biết nha, bọn ta đã đi gặp hoàng thượng đó. Có thật không? Thật mà. Hoàng thượng trông như thế nào? Hoàng thượng bọn ta nhìn thấy dư miệng của hoàng thượng. Nhưng mà có Phùng Duyên nhìn thấy bóng lưng hoàng thượng nhiều hơn bọn ta. Cô đừng nghe bọn họ khoe khoang. Bọn ta đã đến Thượng Lâm Nguyễn làm việc. Khi đó đúng lúc bắt gặp hoàng thượng, hoàng hậu cùng các phi tần thưởng ngoạn qua viên. Bọn ta đứng ở trước cửa cao hơn 10 trượng, liếc nhìn một cái thì bị đuổi ra ngoài mất tiêu rồi. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của hoàng thượng, cái gì cũng không thấy hết. Ta nhìn thấy bóng lưng của hoàng thượng đó. Thật sao? Vậy hoàng thượng trông như thế nào? Người dẫn bao nhiêu tùy tùng theo dẫn vậy? Dẫn theo rất nhiều. Rất nhiều thật hả? Đó. Rất nhiều mỹ nữ đó. Thật xinh sao? Đẹp lắm. Bẩm báo phu nhân, dì Ưng Cung truyền lời qua đây nói hoàng thượng đã thượng triều. Chúc mừng phu nhân, hôm qua có được hoa khôi. Quỳnh Nhi thay tất cả các nô tỳ đến đợi người ban thưởng. Thưởng. Hoàng thượng càng đến thường xuyên sẽ càng không thiếu đồ tốt cho các ngươi. Điều hiếm hơn nữa là hoàng thượng mới sáng sớm trên đường thượng triều đi ngang qua Thượng Lâm Quyển lại sai thái giám ban thưởng cho người nhiều hoa như vậy, đúng là một ân sủng lớn. Lần này người nên thưởng nô tỳ thật đó, cũng khiến cho nô tỳ thật là vui vẻ. Xem các ngươi vui chưa kìa. Quỳnh Nhi thưởng 20 lượng, còn những người khác mỗi người thưởng 10 lượng. Dạ phu nhân. Đúng rồi, hôm qua hoàng thượng còn khen búi tóc của ta rất đẹp. Quỳnh Nhi, ngươi hãy đến Vĩnh Hạng đi tìm Trọc Công Công đó, công kêu ổng gọi cung nữ đó mỗi ngày đến đây chải tóc cho ta. Dạ phu nhân, Quỳnh Nhi sẽ đi ngay. Hoàng thượng có một thói quen, mỗi lần lâm hạnh một phi tần đều sẽ thưởng một cây trâm. Phu nhân của chúng ta đã có hơn 50 cây trâm rồi. Tuy nhiên không phải phi tần nào cũng được may mắn như vậy, thậm chí có người trong đời chỉ có một cây thôi.
ta về rồi. Chính quân về rồi sao? À. Chính quân à, con qua đây giúp ta đi. Ta làm quà vẫn không tốt. Được thôi, để ta xem thử. À. Nè, trước hết thì cô đừng có vội vàng, cô tỉ mỉ nhìn nha. Như vậy trước. Như vậy trước hả? Đúng vậy, tay thì phải như thế này. Ê, nè, Chính quân à. Hả? Nè, Chính quân. Ừ? Nghe nói Trương Tiệp Dư có 50 cây trăm gài, có thật không vậy? Thật đó. Thật hả? Xem ra Trương Tiệp Dư là phi tần mà hoàng thượng sủng ái nhất. Đúng đó. Vậy cô giải đầu cho Trương Tiệp Dư có từng nhìn thấy hoàng thượng chưa? Đúng đó. Mỗi lần mà ta đến đó, hoàng thượng đã đi mất rồi. Chính quân à, ta vẫn rất ngưỡng mộ cô đó. Cô nói mỗi ngày cô đều có thể gần gũi với hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Nói không chừng ngày nào đó Trương Tiệp Dư bảy vui mừng sẽ cho cô gặp hoàng thượng. Nói không chừng nữa hoàng thượng vui mừng thì sẽ lâm hạnh cô luôn. Đúng đó, đúng đó. Nói không chừng cô có thể trở thành hoàng hậu đó. Nói bậy bạ cái gì vậy? Bên cạnh hoàng thượng mỹ nhân nhiều như vậy, sao lại đến lượt ta được chứ? Vậy thì không chắc đâu. Phi tần bên cạnh hoàng thượng đều không trẻ tuổi xinh đẹp như chúng ta mà. Đúng đó. Có một câu nói gặp phúc được họa, giống như con diều vậy. Rõ ràng là ta gây chuyện, nhưng mà bởi vì sự việc này mà cô trùng hợp gặp được Trương Thiệp Dư. Chính quân, nếu như mà có một ngày cô được đắc sủng thì cô đừng quên bốn tiếng mũi chúng ta. Đúng đó, có nghe thấy chưa? Mà cô xem, với vẻ đẹp và kiến thức hiện tại của chúng ta nhất định sẽ không thua các phi tần trong hậu cung, chỉ là không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên chính quân, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội nha. Đúng đó, đúng đó. Chúng ta lạc đường rồi. Tại sao cánh cửa lại tự đóng lại được vậy? Hình như đến qua nơi này rồi. Đi qua mấy lần rồi đó. Hay là chúng ta qua đó xem thử, xem đây là nơi nào, vào trong hỏi đường cũng được mà. Có người không? Có ai ở đây không? Có ai không? Có ai ở đây không? Bí lê ly ly, bí tất chi miêu, hành mại mi mi, trung tâm giao giao. Người biết ta gọi ta tâm phu, người không biết ta gọi hà cầu. Du du thương thiên, thử hà nhân tai. Đây là ai vậy? Là cung nữ sao? Là bà Đồng đó. Nhất định là bà Đồng. Đi 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 đi, im lặng, im lặng. Im lặng đi, đừng nói chuyện. Nghe bà ấy nói kìa, im lặng đi. Ta nói các cô đừng sợ, đừng sợ. Ta thấy năm vị hoàng hậu đang tiến về phía ta. Chỉ có một người sẽ đến, một trong số các cô sẽ có người trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu khởi gia. Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. A Dao. A Dao. A Dao. A Dao, A Dao, cô sao rồi? Cô không sao chứ? Cô sao vậy? A Dao, cô không sao chứ? Phó tỷ tỷ, rốt cuộc sao vậy hả? Không sao chứ? Ta không sao. Cô hét thất thanh lên vào lúc nửa đêm canh ba, đánh thức hết bọn ta dậy rồi. Có phải cô nằm mơ thấy ác mộng hay không? A Dao à, lúc nãy mùi vẫn còn đang nằm mơ, đã bị tỷ ngắt ngang mất rồi. Ta không sao thật mà. Xem ra thật là có người vui, có người buồn đó. Có người mơ thấy mộng đẹp, có người gặp phải ác mộng. À, Chính quân, cô có phải cũng nằm mơ hay không? Ta rất ít khi nằm mơ. Có phải là cô cũng nằm mộng đẹp đúng không? Ê, cô mơ thấy gì vậy? Đúng đó,
Nhưng mà ta sẽ không nói các cô biết đâu. Biết. Cô tưởng rằng ta không nằm mơ sao? Ta mơ giấc mơ rất ngọt ngào. Ta cũng không nói cho cô biết đâu. Tại sao ta lại không nằm mơ vậy? Hả? Xem ra ngoại trừ Chiêu Quân thì mấy người chúng ta đều nằm mơ.